Những mã Hà Lan rừng thuần khỏe mà giá chỉ từ 50-60 ngàn một chậu cả nhà. Toàn bộ đều là những cây thuần khỏe ha. Cái giá như thế này thì cả nhà mình săn được những cái mã ưu đãi cả nhà. Phiên hôm nay sẽ là một cái mã ưu đãi rất là nhiều mã. Em lên thập cẩm cả nha, kiều vuông, chuỗi ngọc, hoàng phi hạt, hoàng lan, rồi các dòng hài, đa dạng dòng hài nữa mà cả nhà mình sưu tầm lại với cái giá rẻ. Giá rẻ hơn so với những cái dòng hoa lan mà cái hàng gọi là hàng ngoại ha, hàng ngoại hoặc là cái hàng công nghiệp với cả nhà. Thì cả nhà mình sưu tầm những cây này đều là những phong cây trưởng thành cho cả nhà mình ha. Rồi em sẽ lên theo mã số và cả nhà mình lưu ý chốt theo mã số nha, tại vì là em đã lên theo những mã ưu đãi rồi á, thì cả nhà mình chốt mã số thì sẽ gửi chuẩn nha. Rồi đầu tiên sẽ là Q1, cái này là kiều vuông cả nhà ơi, kiều vuông, hoa chùm và hoa thơm nha. Rồi mã này sẽ giá sẽ là 120.000 hai chậu. Q1 120.000 hai chậu cả nhà ha, hai chậu như thế này. Kiều vuông thì hoa nở từ tháng 2 cả nhà ha. Rồi tiếp theo cái này là Q2, cái này là kim điệp xuân cả nhà. Kim điệp xuân mã Q2 giá cũng 120.000 hai chậu. 120.000 hai chậu cả nhà ơi. Cái này thì em sẽ lên theo ưu đãi cả nhà ha. Em sẽ đi theo cặp. Đó, sưu tầm theo cặp như thế này thì cái giá nó rất là lợi cho cả nhà mình sưu tầm. Nên là em sẽ không tách mã nha cả nhà. Em cứ bán theo mã đi. Rồi Q3 nè, cái này kim điệp xuân. Chậu này sum hơn một chút, giá sẽ là 160.000 hai chậu. Q3 160.000 kim điệp xuân, hoa vàng và những cây này đều là những thân được sẽ cho hoa cả nhà ha. Rồi 160.000 hai chậu, có mấy chục ngàn một chậu thôi cả nhà mình tranh thủ phiên này nha. Hai đuôi gà. Rồi mã này Q4 này sẽ là hai chậu đùi gà hoa tím đậm đẹp cả nhà ơi, đùi gà nha. Rồi mã này giá sẽ là 120.000 hai chậu luôn. Đùi gà 120.000 hai chậu. Cây đã thuần khỏe cả nhà ha, toàn bộ những cây này là đều đã thuần khỏe năm thứ ba hết cả nhà ha, đều là cây thuần khỏe hết. Rồi tiếp theo mã Q5 em đang có một chậu sơn thủy tiên và một chậu chuỗi ngọc. Giá sẽ là 170.000 hai chậu cả nhà. Em lên những phiên như thế này thì rất là đa dạng luôn cả nhà, mình cứ xem đến hết video. Cả nhà, phiên hôm nay nó rất là ưu đãi nên cả nhà mình tranh thủ ha, mình xem hết video là sẽ có những cái mã cho cả nhà mình sưu tầm. 170.000 hai chậu mã Q5. Q5 này em đang có hai phần cả nhà. Hai cái phần này thì cây tương tự như nhau nè. Đây cũng là Q5, vẫn là sơn thủy tiên với chuỗi ngọc, giá vẫn là 170. Thì ý em nói là em đang có hai combo. Anh chị nào nhà mình muốn lấy thì cả nhà mình có thể lấy hai combo nha. Rồi Q6 nè, Q6 nè, cái hàng thân thòng đây cả nhà mình sưu tầm nha. Rồi một giò là long tu và một giò là hoàng thảo vôi cả nhà. Hai dòng này đều là thân thòng nha, hoàng thảo vôi hoa trắng tím và hoa thơm cho cả nhà mình luôn. Rồi giá có 140 hai bản cả nha, 140 hai bản. Đó, cả nhà mình về mình treo hoặc là mình ốp tường cả nhà. Những dòng thân thòng như thế này thì cả nhà mình chăm sóc rất là dễ. Và tới cái mùa hoa thì bây giờ cây nó thắt đọt thôi là nó tự xuống lá và ra hoa, không cần phải chăm sóc gì nhiều đâu cả nha. Rồi Q7 nè, em đang có một cái bản này là hạt vĩ cả nha, một bản hạt vĩ và một cái bản vôi, một hạt vĩ và một vôi cả nhà, hai bản như thế này. Giá cũng 140 hai bản cả nhà mình thấy không? Rất là đa dạng luôn nha, toàn bộ đều là cây thuần khỏe cả nhà mình lưu ý nha. Toàn bộ đều là cây thuần khỏe nè, bộ rễ đi rất là nhiều rồi chứ không phải là cái hàng mới ghép cả nhà mình lưu ý. Tại vì cái phiên này là em đã lên là một cái phiên ưu đãi. Đó, em sẽ lên theo combo là theo cặp nên là cái giá nó rẻ, được cái giá rẻ nên cả nhà mình yên tâm mà sưu tầm. Rồi Q8 nè, cái này là một cái giò long tu cả nha. Long tu xuân cả nha, cây thuần khỏe cả nhà, nhìn cái lớp rêu thì cả nhà mình cũng sẽ biết luôn rồi. Rồi còn đây là một hạt vĩ. Rồi một long tu, một hạt vĩ như thế này, giá sẽ là 160.000. 160.000 hai bản. 2 bản lận nha cả nhà ơi, toàn bộ cây thuần khỏe cả nhà ha. Rồi 160.000 hai bản. Cả nhà mình ơi, cái phí ship á, cái phí ship là sẽ là 35.000 một thùng. Thì phiên hôm nay cả nhà mình có lấy hai giò nè, một mẻ là hai giò nè, 4 giò hay 6 giò hay 10 giò. Phí ship vẫn 35.000 luôn. Cả nhà mình cứ thoải mái tại vì phiên hôm nay là em đã bán cái giá rất là rẻ luôn rồi. Cả nhà mình gộp đơn đi. Thùng to hay là thùng nặng, thùng nhiều thì phí ship cao, em hỗ trợ phần thiếu cả nhà ha. Rồi cái này sẽ là một bản hoàng thảo vôi này cả nhà. Vôi thì nó cũng là dòng thân thòng, cây cũng sẽ tự xuống lá và cho hoa cả nhà xem nè, nhiều thân nha, thân khỏe. Rồi còn cái này là chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hoa rất là xinh cả nhà ơi. Anh chị nhà mình muốn tham khảo mặt hoa này nở tại vườn, em gửi cho cả nhà mình xem thêm nha. Rồi mã Q9 này giá sẽ là 170.000 cho hai bản cả nhà ơi. 170.000 cho hai bản. Đó, cả nhà mình lưu ý giúp em là cả nhà mình chốt theo mã số nha. Tại vì em lên thập cẩm nhiều lắm, tí nữa còn có hai cho cả nhà mình nữa. Hai đồ nữa nhiều mã lắm cả nhà ơi. Rồi Q10 em sẽ lên cho cả nhà mình là một giò hoàng thảo vôi. Đây nè cả nhà ơi, vôi ha, cây thuần khủy và nhiều thân. Nhiều thân cho hoa lắm. Còn cái đây là hoàng phi hạt, cây đã thuần khủy mà cả nhà xem phong cây nè, nhìn rất là thích ha. Rồi mã Q10 này giá cũng sẽ là 170.000 hai bản cả nhà ơi. 170.000 hai bản. 170 hai bản nha. 170.000 vui với hoàng phi hạt. Nó em sẽ lên theo kiểu như thập cẩm như thế này thì cả nhà mình có thể mình sưu tầm được một lần, mình sưu tầm được hai loại mà giá rẻ nữa cả nhà ha. Rồi cái này là một hoàng phi hạt nè, hoàng phi hạt trồng chậu. Cái cây, những cây như thế này nè, hoàng phi hạt cả nhà mình lưu ý. Hoàng phi hạt mùa này cây nó cũng đang lác đác xuống lá ha, chuẩn bị cho cái mùa hoa. Còn đây là sơn thủy tiên. Rồi combo Q11 sơn thủy tiên với lại hoàng phi hạt giá 160.000. Trời ơi giá rất là rẻ cả nhà ơi. Chuyên hôm nay cả nhà mình tranh thủ đi, cứ xem hết video, cả nhà mình cứ gộp đơn mình lấy cứ 2-3 combo đồ gì cũng vậy, phí ship nó rất là lợi cả nhà. Mà phiên hôm nay thì lại giá ưu đãi nữa. Rồi Q12 em đang có là 2 chậu hoàng phi hạt. 2 chậu này lựa 2 chậu thân dài khá là đều nhau về cho cả nhà mình chơi hoa. Cây đã thắt đọt và cả nhà mình lưu ý nha. Lưu ý giúp em hoàng phi hạt mùa này cây đang xuống lá, nên là trong quá trình mà vận chuyển thì cây nó xuống lá, nó vàng lá là bình thường. Cả nhà mình cứ vặt đi nha, nó xuống lá nó cho hoa. Rồi mã này giá sẽ là 240.000 hai chậu. Q12 240.000 hai chậu. Thân cao dài vượt móc cả nhà mình nha, lưu ý nha. Hai chậu như thế này thân cao dài vượt móc cho cả nhà. 240.000 thôi ạ. Rồi em lên một cái mã đây, mã Q13. Q13 sẽ là một cái chậu một chậu ý ngọc nè với một chậu hoàng phi hạt cả nha. Xem nè, toàn bộ đều là cây thuần khỏe, bộ rễ như thế này nè cả nha, là những cây đụng chuẩn bị cho mùa hoa rồi nha. Rồi Q13 giá sẽ là 190.000 hai chậu cả nhà ơi. 192 chậu. Đó, cả nhà mình sưu tầm đi, cây thuần rễ khỏe nè. Và cả nhà mình á, mua hàng bên em thì cả nhà mình cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cả nhà mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Rồi Q14. Q14 em đang có là một cái chậu hoàng phi hạt nữa nè. Một chậu hoàng phi hạt với lại một chậu kim điệp xuân. Một hoàng phi hạt với kim điệp xuân. Kim điệp xuân hoa vàng rất là xinh, nó sẽ cho hoa trên từng mắt hoa như thế này nè cả nhà. Rồi Q14 giá 180.000 hai chậu cả nhà ơi. Trời ơi mùa này sưu tầm những cây thuần khủy giá rất là rẻ. Rất là rẻ cả nhà ơi, sưu tầm nha. Rồi Q15. Q15 em đang có một cái chậu, cái này là long tu đá cả nhà, một long tu đá, còn cái này sẽ là một kim điệp xuân. Trời ơi rất là đa dạng và nhiều combo ha, nhiều combo đa dạng cho cả nhà mình luôn. Rồi Q15 giá 150.000 hai chậu cả nhà ơi. Q15 hai chậu. 150.000 chạy ra 75.000 cả nhà ơi, sưu tầm đi ha. Cây nè, cây sum rất là nhiều thân đó, cây sum rất là nhiều thân. Giá thể đồ cây đồ rất là khỏe luôn rồi, nên cả nhà mình về mùa này cả nhà mình chỉ chăm sóc thêm nước non thôi ha. Tại vì giờ mùa này cây nó đã phát triển đủ cái độ trưởng thành luôn rồi. Những cây đều chuẩn bị cho mùa hoa rồi cả nhà. Rồi Q16 nè, em đang có là một ý ngọc cả nha, một chậu ý ngọc cả nha. Ý ngọc hoa 5 cánh trắng hồng tím cả nhà ơi, rất là nhìn nó thanh tao luôn. Rồi mã Q16 này sẽ là một long tu đá, long tu đá và một ý ngọc cả nhà. Rồi mã này giá cũng sẽ là 150.000 hai chậu cả nhà ơi, 152 chậu. Đây này cả nhà. Cây nó thắt đọt thì mùa này cây nó sẽ đang xuống lá cả nhà ha. Cây thắt đọt là cây đã chuẩn bị vào mùa hoa rồi. Thì những cái lá vàng như thế này thì có tới nơi thì cả nhà mình cứ vặt đi, không sao hết. Tại vì nhiều anh chị nhà mình mới thì cả nhà mình chưa biết, thì em cũng sẽ tư vấn cho cây kỹ nha. Cây xuống lá. Rồi Q17 này em đang có một cái chậu môi tua, hoàng thảo môi tua, hoa màu vàng và cái lưỡi nó cứ tu tu, cánh nó tu tu ra cả nha. Nhìn rất là hay. Rồi Q17 môi tua với một cái chậu chuỗi ngọc. Xinh xắn cả nhà ha, hai chậu như thế này có hoa cả nhà mình để bàn đi rất là xinh luôn. Mã này giá sẽ lên 160.000 hai chậu. Trời ơi cả nhà 162 chậu. 160.000 hai chậu. Cả nhà mình có thể mình sưu tầm mà hai mã đi, giá cỡ tầm 200 mấy 300.000 thôi mà để sưu tầm được 4 chậu hoa lan rồi cả nhà. Rồi tiếp theo Q18 em đang có là một cái chậu môi tua, một chậu môi tua và một cái chậu hoàng phi hạt. thân khỏe đẹp cả nhà ơi. Hoàng phi hạt nha, lưu ý hoàng phi hạt cây xuống lá cả nhà nha. Một số dòng cây xuống lá, còn một số dòng như thế này thì cây nó sẽ không xuống lá. Rồi mã này giá sẽ là 170.000 hai chậu. 170.000 hai chậu. Hai chậu nha cả nhà, 170.000, giá rất là rẻ cả nhà. Những cái mã này, những cái mã này là những cái mã gọi là em lên combo ưu đãi cả nhà, em không tách theo mã nha, em lên rất là đa dạng luôn rồi, nên cả nhà mình cứ chốt theo mã giúp em ha. Rồi em đang có một cái chậu nghinh Xuân Thái. Nghinh Xuân Thái này cả nhà, cây nè, ghép lên trên cục gỗ nè, rễ bám rất là khỏe dưới đây luôn rồi cả nhà mình xem nè, lên trên một cái nền rêu rồi nữa nè, phong cây ghép cục gỗ, nhìn phong cây cũng rất là hay. Rồi nghinh Xuân Thái hàng giống này thì cả nhà mình sưu tầm nó sẽ sổ đủ mặt hoa cả nhà ha. Đó, rồi bên đây là Hoàng Lan. Hai combo hai chậu như thế này giá 190.000 hai chậu cả nhà ơi. 190.000 hai chậu. 190 hai chậu nha cả nhà. Hoàng Lan thì những cây như thế này đều là những cây trưởng thành và chuẩn bị cho hoa. Hoàng Lan hoa màu vàng và hoa thơm nha. Rồi tiếp theo lên một cái chậu, cái này sẽ là một combo, cái này là nghinh Xuân Thái. Một combo này là nghinh Xuân Thái và một cái chậu nhãn tháng tư hàng giống cả nhà ha, chia sẻ giống cho cả nhà mình sưu tầm thì cả nhà mình cũng sưu tầm được giống cây rẻ, cây giá rẻ nè, mà cây cũng đã khỏe rồi cả nhà ha. Hàng rực. Chậu này nhiều cây hơn nha cả nhà. Rồi chậu này nhiều cây hơn, combo này rất là đẹp này cả nhà ơi. Rồi mã Q20 giá sẽ là 250.000 hai chậu cả nhà ơi, 250.000 hai chậu. Đó, cả nhà mình sưu tầm nha, chốt mẹ đây cũng rất là đẹp, gộp đơn đi cả nhà ơi, gộp đơn đi. Rồi Q21 nè, một chậu kiều vuông. Một chậu kiều vuông rất là sum nè, và những cái cây kiều vuông như thế này cả nhà ơi sưu tầm đi. Cả nhà mình có muốn làm hoa Tết cũng rất là ok luôn. Rồi Q21 một kiều vuông và một đùi gà. Combo hai chậu này. 2 chậu. 195.000 cả nhà ơi, 195.000 luôn á. Quá là rẻ. Ôi cái này là Hoàng Lan. Hoàng Lan này cả nhà ơi, chậu sum không? Chậu rất là sum nha, sum cây cho cả nhà. Cái này thì em đang có hai chậu. Cái mẻ này thì giá sẽ là 200.000 một chậu cả nhà ha. Đây, một chậu đây và một chậu đây. 200.000 một chậu. Em đang có hai chậu như thế này nha, giá sẽ là 200.000 một chậu. Anh chị nào nhà mình yêu thích Hoàng Lan, một dòng hoa vàng và hoa thơm thì cả nhà mình có thể sưu tầm ha, những cái giỏ như vậy rất là xinh, 200.000 một chậu. Rồi tiếp theo em lên cái này là một cái chậu hài kim vàng. Trời ơi cả nhà ơi, xem cái độ sum của nó nè. Toàn bộ đều là những cây thuần khỏe lâu năm cả nhà ha. Cây thuần khỏe, hài thì đã thuần khỏe thì cả nhà mình yên tâm. Rồi một hài kim vàng và một hài văn bắc cả nhà ha. Hai cái chậu hài sum như thế này giá 220.000 hai chậu. Hai chậu giá 220 cả nhà ơi. 220.000 hai chậu. Riêng cái dòng hài thì nó sẽ rất là đa dạng cả nhà, rất là đa dạng, và thứ hai nữa là nó nở bền. Nó nở rất là bền cả nhà, đáng sưu tầm lắm. Những cây như thế này cả nhà mình để bền, để bàn cũng rất là ok luôn. Rồi Q24 sẽ là một cái chậu hài móc hồng cả nhà ha. Một cái chậu hài móc hồng và một chậu hài dép như thế này. Combo hai chậu này giá 150.000 cả nhà ơi. Hài nha. 150.000 và riêng chậu. Cái dòng hài em còn lên nhiều mẻ lắm cả nhà, em còn lên nhiều mẻ đa dạng lắm. Cả nhà mình sưu tầm hài đi. Hài cây thuần khỏe ha. Rồi Q25 cái này sẽ là hài Henry. Các anh chị nhà mình mà chưa có những cái dòng hài này thì tí nữa thì sau cái bài thì em sẽ bình luận lên cái hình ảnh hoa cho cả nhà mình có thể tham khảo về dòng này và cả nhà mình sưu tầm. Xinh lắm cả nhà. Rồi Q25, một hài Henry và một hài móc hồng cả nhà ha. 150.000 hai chậu. 150 hai chậu cả nhà ha, 150.000 hai chậu. Vườn lan em thì ở Gia Lai, gieo hàng toàn quốc, mà cái phí ship hôm nay cả nhà mình gộp đơn có 2 chậu, 4 chậu hay 10 chậu cũng vẫn là 35.000, nó rất là lợi cả nhà ha. Phần thiếu là em đã hỗ trợ cả nhà nha. Rồi tiếp theo Q26 sẽ là một chậu hài dép cả nhà. Hài dép hoa cũng rất là đẹp, một chậu hài Henry. Rồi hai chậu hài như thế này giá cũng 150.000 hai chậu. Đó cả nhà ha. 26 150.000 cả nhà mình sưu tầm hai mã là 150 hai chậu, em sẽ lên lại đa dạng cả nhà, sưu tầm hai combo đi cả nhà mình là có 4 chậu hai, 4 loại hai rồi cả nhà. Mình trải nghiệm về cái dòng hài thì hoa nở bền và hoa rất là xinh. Rồi Q27 cái này là hài vệ nữ cả nhà ơi. Hài vệ nữ cái này sẽ là combo hai chậu vệ nữ, giá sẽ là 150.000 cho hai chậu cả nhà ha. 27 150 hai chậu. Toàn bộ đều là cây thuần khỏe cả nhà mình lưu ý nha. Cây thuần khỏe hôm nay là một cái phiên em lên cứ mã ưu đãi, em lên combo ưu đãi nên là cả nhà mình tranh thủ nha. Rồi tiếp theo sẽ là một chậu ý ngọc và một chậu chuỗi ngọc. Trời ơi cả nhà ơi, này thì thân to dài hơn. Trời ơi cả nhà ơi, quá là đỉnh luôn. Ý ngọc nó cũng là một dòng thân thần. Dòng thân thần mùa này thì cây cũng sẽ bắt đầu xuống lá và cho hoa, cả nhà mình lưu ý ha. Rồi một ý ngọc và một chuỗi ngọc. Trời ơi combo này khá là cân đối cả nhà ha. Rồi giá sẽ là 230.000 cho hai chậu. Quý 28 230.000 hai chậu. 230 hai chậu cả nhà ha, hai chậu giá 230. Chuỗi ngọc hoa xinh lắm cả nhà ơi. Ý ngọc thì hoa của nó là 5 cánh trắng họng tím, cái mặt hoa nói chung là nhìn nó rất là sang trọng cả nhà. Rồi tiếp theo mã Q29 em đang có cái này là một chậu hoàng lan. Một chậu hoàng lan hoa vàng và những phong cây trưởng thành như thế này đều sẽ chuẩn bị cho hoa. Và một chậu dẻ hạt cả nhà. Một hoàng lan và một dẻ hạt nha. Giá sẽ là 201 hai chậu cả nhà ơi. 201 hai chậu. 201 hai chậu. Dẻ hạt hay còn được gọi là phi điệp tím cả nhà, hoa thơm nha. Phi điệp tím hoa rất là thơm. Rồi hoàng lan cũng hoa cũng thơm nữa cả nhà. Những dòng hoa lan rừng rất là đa dạng cho cả nhà mình sưu tầm. Một ngọc thạch, một kiều vuông. Rồi lên một combo nữa này cả nhà, một chậu kiều vuông cả nhà ơi, thân khỏe ha. Và những thân này em nói với cả nhà mình rồi, những thân này đều là những thân trưởng thành và chuẩn bị sẽ cho hoa vào tháng 2 cả nhà ha. Quy 30 220.000 hai chậu. 220.000 hai chậu, một chậu ngọc thạch nè. Đó, một chậu ngọc thạch và một chậu kiều vuông. Rồi combo hai chậu như thế này cả nhà mình sưu tầm đi. Giá rất là rẻ luôn rồi. Toàn bộ là hàng thuần khỏe nha. Và là cây nó đã trưởng thành cả nhà ha. Rồi một chậu quế trắng tháng 8 hay còn được gọi là quế lan hương. Ha, toàn bộ là cây hàng rừng thuần khỏe và một chậu kim điệp xuân. Rồi combo hai chậu này 230.000 hai chậu. 230 cả nhà. Riêng mà cái dòng quê trắng tháng 8 này cả nhà mình trải nghiệm thử đi. Những size cây như thế này thì tháng 8 năm sau cho hoa nha. Hoa cực kỳ thơm, quế trắng nha cả nhà, hoa màu trắng rất là đẹp. Rồi 230.000 hai chậu, 230 hai chậu. Rồi Q32 em lại có tiếp một combo, cái này là vẫn là quế trắng tháng 8 nha, hàng rừng nha cả nhà ha. Đây nè, những cây hàng rừng như thế này nè, những cái lá chân này là hàng rừng cả nhà ha, mình về chăm sóc cây đang đi lá ngọn nè, về có bàn tay của mình á, nước non nó đầy đủ hơn trên rừng, cây nó đang căng lá đẹp này cả nhà. Rồi một quế trắng và một chuỗi ngọc, giá sẽ là 230.000 luôn. 230.000 hai chậu. 230.000 hai chậu cả nhà ơi, rất là đa dạng luôn cả nhà ha. Và cả nhà mình lưu ý là chốt combo là mỗi combo sẽ hai chậu như thế này gửi tới cho cả nhà mình nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán cả nhà ha. Rồi một combo rất là đẹp nữa đây. Đây là một cái chậu chuỗi ngọc Q33, một chuỗi ngọc Q33 nè và một chậu dẻ hạt sum không cả nhà. Sum đẹp ha. Rồi mã này giá sẽ là 230.000 hai chậu. 230.000 hai chậu cả nhà ơi, chỉ có hơn 100.000 là cả nhà mình có một cái chậu dẻ hạt thuần khỏe, một chậu chuỗi ngọc nữa này cả nhà. Giá có 100 mấy một chậu thôi cả nhà, hơn 100.000 thôi ha. Rồi cây rất là khỏe. Rồi cái này sẽ là đùi gà cả nhà ơi. Ôi mã đùi gà này nè cả nhà, nó là ghép trên chậu như thế này luôn rồi. Về nhà cả nhà mình chăm sóc thêm và chuẩn bị vào mùa hoa thôi. Rồi Q34 đùi gà. Em đang có hai chậu. Đùi gà giá sẽ là 170.000 một chậu cả nhà ha. Em đang có hai chậu. Anh chị nào mình yêu thích thì mình lấy hai chậu, giá sẽ là 340 cả nhà nha. Một chậu thì sẽ là 170. Đó, em sẽ lên, em có hai chậu bé cho cả nhà mình biết để cho cả nhà mình dễ dàng cả nhà mình lựa chọn thôi, cả nhà mình gộp đơn nè. Rồi Q35. Trời ơi, đùi gà như thế này cả nhà, em cầm giùm chị cái chậu này với. Đây nè cả nhà. Chậu tròn xinh không, rất là sum thân. Chậu bên đây thì cũng sum không kém cả nha. Toàn bộ đều là cây thuần khỏe và rất là sum luôn. Rồi cái mã đuôi gà này, mã cuối cùng 380.000 một chậu. Giá cực kỳ đẹp nha cả nhà, 380.000 một chậu cả nhà hả. Em cũng đang có hai chậu. 380.000 một chậu. Toàn bộ những cây này đều là những cây trưởng thành và chuẩn bị vào mùa hoa, cả nhà mình lưu ý nha. Đây nè cả nhà xem nè, cây đã thuần rễ khỏe nè, lên rêu rồi, một cái lớp cây rất là đẹp luôn rồi, rễ đi dưới gốc rất là nhiều ha. Giá 380 một chậu cả nhà ơi, phiên hôm nay là một cái mẻ ưu đãi. Cả nhà mình nhanh tay gộp đơn cả nhà ha, nhanh tay gộp đơn sẽ có những cái chậu hoa lan rỉ và thuần đẹp cho cả nhà mình ạ.